Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13 tháng 5 tại tiệm vàng Toàn Huệ, đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Giang. Một người đàn ông vờ hỏi mua vàng rồi bất ngờ cướp, lên xe máy bỏ chạy. Sáng 14 tháng 5, công an thành phố Bắc Giang đang phối hợp cùng các phòng chức năng điều tra, truy bắt kẻ cướp nhẫn vàng tại hiệu vàng Toàn Huệ. Theo đó, khoảng 10 giờ 37 phút ngày 13 tháng 5, một nam thanh niên vào hỏi mua nhẫn vàng. Bà H, chủ cửa hàng vàng, lấy ra hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn ba chỉ và một chiếc nhẫn năm chỉ, loại vàng 4 số 9 sau đó đối tượng chọn chiếc nhẫn 5 chỉ trị giá khoảng 27 triệu đồng, đeo vào tay và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Lợi dụng lúc bà Hắc không để ý, đối tượng đã bỏ chạy ra cửa, lên xe mô tô phóng đi mất. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bà Hắc, công an thành phố đã phân công lực lượng phối hợp với phòng chức năng, tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra truy xét đối tượng.